Cái đạo tràng trên không trung của chúng ta, đây là một cái đạo tràng năng lượng đầy đủ nha quý vị. Ai buồn phiền gì bước vô đạo tràng này cái thấy những người trong đạo tràng này là họ cũng chia bớt năng lượng cho quý vị. Giống như giờ mình buồn mình gần nhiều người vui, mình từ từ mình cũng vui theo. Mà mình vui mà mình không niệm Phật, mà mình gần nhiều người buồn giết mình cũng buồn luôn. Thế vậy nên đây là đạo tràng, mà gọi là đạo tràng năng lượng đầy đủ nè. Thấy không? Khỏi cần phải đi chỗ nào chơi gì nhiều gì ha. Mà vô đây là thấy cười, vô đây là thấy mấy cô cười vui vẻ ha. Nụ cười 10 tháng thuốc bổ, mà vô đây là bổ nhất rồi đó, bổ nhất luôn. Cái năng lượng của cái từ trường mà nguyên một cái đạo tràng mấy ngàn người này mà cùng tu, mà khắp nơi nơi trong nước ngoài nước, mà giống như chúng ta tập trung lại một cái tâm, đó là hướng về A Di Đà Phật, nó phát ra một cái năng lượng dữ lắm quý vị ơi. Nên quý vị vô đây tu là giống như bây giờ là giống như mình tu ghiền á. Nó thật sự như những đứa bây giờ giống như tu ghiền quý vị. Tu thèm chứ không phải là tu ngán. Ngán là chắc chắn quý vị là không tu. Nên tu thèm. Giống như một món ăn nào mà thèm thì ăn hoài được, chứ ngán là ăn được. Nên đây là đạo tràng năng lượng đầy đủ. Ai mà muốn tích năng lượng quý vị, giống như bóng đèn mà thiếu điện sao sáng đây. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta cần phải có một cái nguồn năng lượng thiện nhất, mà thiện nhất đó là A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là một cái nguồn năng lượng đặc biệt nhất để chúng ta tích tụ được cho chính mình. Mấy vị biết rằng là cái sự an lạc của nội tâm mình lớn đến mức mà người ta gặp mình là người ta cảm giác có niềm vui. Nhớ kỹ nghe, cái này quan trọng lắm á. Nó có nghĩa là cái năng lượng mình đầy và cái sự an lạc của mình mạnh đến mức mà người ta gặp mình là người ta cảm thấy có niềm vui. Và có những người, người ta gặp cái người có đầy đủ năng lượng, có niềm vui, giải thoát là tự nhiên người ta cảm thấy nhẹ lòng liền. Quý vị để ý đi, khi vị nói chuyện với cái người mà nặng nề vào cái ngũ dục lục trần này, vị sẽ cảm giác như thế nào? Cái cảm giác quý vị đang bị bế tắc, bị ảnh hưởng. Khi vị nói chuyện với cái người so đo tính toán, vị nói chuyện với những con người mà họ có nhiều thủ đoạn, nhiều sự tính toán, trước mặt thì nói chuyện với mình vui cười, nhưng sau lưng thì lấy kim chích mình. Thì quý vị cảm giác cái này nó hao năng lượng kinh khủng luôn quý vị. Quý vị gần con người đó thì cứ như là xong luôn, bị sạch năng lượng luôn. Tại vì sao? Vì quý vị bị ảnh hưởng và bị lo sợ. Từ ảnh hưởng lo sợ đó, từ ảnh hưởng lo sợ đó, nó làm cho bị mất năng lượng, hao năng lượng. Đó. Nên mình gần được người bình an á, thì tâm mình cũng bình an. Nên quý vị coi danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mình niệm giết mà cái tâm mình bình an. Nên những đứa nói đây là một cái đạo tràng tích năng lượng thù thắng nhất. Cái đạo tràng này giảm tối đa cái chuyện hơn thua đấu đá, phải không? Vì ngồi suy nghĩ đó đúng chưa? Cái đạo tràng này không có danh lợi nằm bên trong, vì mỗi người là một đạo tràng của mình, chứ không phải đạo tràng của những đức. Thấy không? Những đức chỉ là tổng đài chính, quý vị là người, những thành viên chúng ta cùng kết hợp lại, mỗi người đều có quyền sở hữu của cá nhân quý vị. Quý vị không bị bắt buộc, không có quy tắc gì đến với quý vị. Tại vì sao? Vì đây là cái việc của chính gia đình quý vị mà, chính bản thân quý vị mà. Đó, những đức chỉ đưa lên thời gian như vậy thôi. Chúng ta vô đúng giờ dắt thì chúng ta tu, còn ai vô không đúng giờ dắt thì tu trễ vậy thôi. Nên từ nơi đó mà cái đạo tràng này rất đặc biệt.
Và cái đạo tràng này đỡ tối đa cho các cô gặp nhau nhiều chuyện. Đúng không? Mà suy nghĩ là đúng chưa? Các cô nhớ hồi đó mà gặp nhau chưa? Cũng vui đó. Nhưng mà nhiều chuyện. Rồi vui thân bạn bè nhóm nhau, rồi vài bữa chở mặt nhau cái chơi nhóm khác, vài bữa chở mặt nhau chơi nhóm khác. Nên hồi đó những đứa nói chuyện bị nhớ không? Quý vị nói sao thầy cứ nói gì hoài thấy buồn ghê. Những đứa nói mấy bà bây giờ mấy bà quý, mấy bà đụng được ngón tay thôi. Nó thật lòng 100% nghe. Có những người hồi đó mà họ đụng được ngón tay những đứa, còn nắm được cái tay những đứa thôi, họ đi phe sùm. Quý vị nghĩ họ quý những đứa cỡ nào cho quý vị? Nó giống như họ mà quý mến những đứa đến mức không tưởng tượng được luôn đó. Mà bây giờ có những người đó họ coi những đứa như cọng rác dưới chân họ mà họ không muốn dặm luôn đó. Quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Thì quý vị biết rằng là cái cuộc đời này thương đến mức cực điểm thì ghét đến cực điểm, những đứa đã từng nói hết trơn rồi đúng không? Quý vị đâu tin đâu. Nên làm gì có cái chuyện đó. Nó có đó. Thấy chưa? Như gì những đứa nói rõ ràng, quý vị nghe kỹ là những bài cũ đi. Phải có những đứa nói rõ ràng không? Bây giờ có hết trơn rồi đó. Nó nên từ nơi đó thấy không? Rất rõ ràng mà. Nên á, và tất cả các vị ngồi đây vị để ý rõ ràng không? Mình có khi đi đến đạo tràng gặp bạn đồng tu thân vô cùng, vừa gặp nhau kết nói chuyện rất là thân, nhưng mà thời gian cái tự nhiên cái gì đó, cái tự nhiên cái chia tay nhau, cái chơi với người khác, cái nói xấu người này, cái con nhỏ kia nó gặp nhỏ này thân quá, nó nói quá trời nói, cái vài bữa nhỏ này với nhỏ này nghịch nhau, cái nó chơi nhỏ kia nói nhỏ này, quý vị đi một vòng vậy có nghĩa là đi đến chết xong chúng ta đi đọ luôn. Dù là cũng sách vở đi tu đó, nhưng cuối cùng đi đọ. Tại vì sao? Mình mỗi ngày là mình xài sạch phước duyên của mình hết rồi. Nên chúng ta bây giờ kinh nghiệm, may mắn thay bây giờ mình được có cơ hội này. Nếu như cái đà mà cứ như vậy cho đến khi 60 tuổi là cứ như yeah cái gì? Yeah là lui á quý vị. Không có tiếng gì cực lạc mà nó lui á. Nên quý vị mà gặp nhau mà chào nhau vỗ tay mà đừng có dê nghe. Vì ai với đạo Phật, ai với đạo Phật là đúng. Phát tivi tiệc đó đừng có dê. Dê là bắt với bà cụ dê đó. Tôi không tiếng mà lui á, hiểu chưa? Nên gặp nhau không có dê, mà gặp nhau là ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ý là tiến lên về thế giới cực lạc. Chứ đừng có dê. Dê là nó lui đó quý vị. Phải dê là lui không? Nên từ nơi đó nghe, nhớ chỗ này. Nên quý vị, mình đã trải qua thời gian rồi, giờ mình kinh nghiệm rồi. Thôi vị, hãy kinh nghiệm nè, thà bạn ít mà bạn cực lạc còn hơn bạn nhiều mà bạn cực khổ. Đúng quý vị, đúng không? Lúc trước bạn nhiều quá trời nhiều nhưng mà bạn cực khổ. Bạn gì đó không à? Bây giờ bạn ít nhưng bạn cực lạc. Hồi xưa như Đức ngoài đời như Đức từng kể rằng bạn nhậu như Đức đông lắm. Lúc mà có tiền thì hiền, bạn là bạn hiền, bạn là số 1. Bạn rất chịu chơi, xong mình chơi sạch tôi. Mình chạy xe cuối cùng mình té chặt cái chân, mắt tiêu hết trơn quý vị. Không có thằng bạn nào đặc biệt là tìm mình chân tật. Nó đúng là ghê thiệt, lúc mình có tiền mình đãi nó nói mình là thằng bạn chịu chơi. Nó nói mình chịu chơi, cuối cùng mình hứng quá mình chơi sạch nhất tiền. Cuối cùng nó chéo mất tiêu hết trơn luôn. Nó quý vị thấy chưa, trả một cái giá mắc tiền nhưng cho thấy được lòng người. Cuộc đời con người nó phải trải nghiệm như vậy để chúng ta biết được cuộc sống nhân sinh này như thế nào. Nên chúng ta đã từng có câu nói rằng bạn và thù là ai? Là ta. Quyết định bạn là bạn, còn quyết định thù là thù. Bạn muốn về cực lạc là bạn, còn bạn muốn đi xuống với cực khổ thì là thù. Hiểu không? Bạn muốn về cực lạc thì là bạn, bạn muốn xuống cực khổ là thù vậy thôi. Nó bây giờ quý vị coi, đừng có nói đâu xa lạ, bạn bè bèo nước gặp nhau, cả là duyên nợ giữa vợ chồng đây mà có khi còn chở mặt nhau kìa. Có khi vợ chồng sống với nhau mà còn không tin nhau, mỗi người lập cái số tài khoản riêng, rồi mỗi người bỏ tiền vô đó, lỡ có chia tay thì còn có tiền cầm đi. Quý vị thấy ghê chưa? Chứ đừng nói chi là cái chuyện của bèo nước gặp nhau quý vị. Ô là quý vị. Hiểu không? Nó nên bây giờ mình kinh nghiệm đi. Những đức trải qua hết kinh nghiệm thì biết rằng là cái cuộc đời này, cái cõi này mà nói rằng là
chung thủy thì khó tìm lắm bạn ơi. Hòa thượng Đức Công mà giảng cái cõi này là hư tình giả ý. Đúng rồi, Phật nói là ngũ trược ác thế. Nên cái cõi này nếu mình mà mình không hư tình giả ý thì sao mình sanh về cõi này? Nên cái cõi này thương đó, hận đó, thương đó, ghét đó, bằng mặt đó, sau lưng lấy kim chọt đó, có không? Nó nên trong cuộc đời này quý vị nhớ kỹ, dù là mình khuyên người cảm ơn nhưng khó có người cảm ơn lắm quý vị ơi. Hiểu chưa? Chỉ thuận lòng họ, cho họ cái lợi ích thì là cảm ơn. Chỉ cần rút lại lợi ích, không thuận lòng với họ là thù chứ không ơn nữa. Nên chúng ta muốn về cực lạc á thì chúng ta phải là bạn và không có thấy mình thiệt thòi thì mình mới về cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Đó, nên Hòa Thượng không ngày giảng một câu, ngày nói một câu vậy nè. Bạn đừng nghĩ ngày mai bạn còn sống, ngày mốt bạn còn sống, bạn còn tính nhiều việc trong cuộc đời này, mà bạn nghĩ giờ khắc này ta sắp chết rồi thì không có cái ngày mai nữa. Vậy thì giờ này gần chết rồi bạn phải làm sao? Bạn phải niệm Phật. Còn có nhiều người niệm Phật của chúng ta là tính ngày mai, ngày mốt, bữa kia, bữa kìa, bữa kìa. Tính chèn ô, tính vài chục năm sau nữa. Quý vị khi biết cái tính đó của mình, coi chừng mình chưa chắc được về Tây Ninh nữa, chứ đừng nói về Tây Phương. Quý vị biết quá chèn là nhiều thứ mà làm sao về cực lạc được quý vị. Nó bỏ một màn lưới ở trong tâm của mình rối bờ hết trơn, làm sao mình tỉnh táo mình niệm Phật mà sanh cực lạc đây. Nó, rồi quý vị chờ xem cuối cuộc đời khai thị cho quý vị. Cuối cuộc đời khai thị cho quý vị. Bây giờ chúng ta là người niệm Phật thí nghiệm, lâu lâu chúng ta vẫn có bệnh cảm sốt đúng không? Nói cho quý vị nghe, cảm sốt á, nhức đầu, nóng lạnh, sốt cao. Sự khổ đau của bệnh này chỉ có một phần ngàn của thân tứ đại rã rời. Khi thân tứ đại rã rời, đất thì sụp rầm 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 chứ ghê lắm. Nước thì tràn dưng không tưởng tượng được. Gió thì như bão tố cuồng phong. Lửa thì cháy cả tận hư không pháp giới. Ghê chưa? Cái cảm giác trong tâm thức á, của đất nước gió lửa mà rã rời nó kinh như vậy đó. Còn khi chúng ta cảm xúc chỉ có một phần ngàn của thân tứ đại rã rời. Mà quý vị biết cái lúc cảm sốt nhức đầu, nóng lạnh, ai lại khai thị với quý vị nghe? Mấy người khai thị chúng ta nghe không? Quý vị thấy không? Có khi lỗ tai mình bị ù luôn đó quý vị. Khi cảm sốt nặng rồi tai ù luôn đó. Và lúc đó câu Phật hiệu quý vị nghe không còn là câu Phật hiệu nữa. Đó là chỉ là mới có một phần ngàn của tứ đại rã rời thôi mà chúng ta đã bị ảnh hưởng như vậy rồi đó. Vậy thì cái chuyện niệm Phật giảng sanh của chúng ta là từ đâu mà được thành công quý vị? Từ tín nguyện mà được thành công. Tín là tin vào bổn nguyện của Phật A Di Đà, nguyện là cầu sanh cực lạc. Hai điểm này nên Phật phóng quang. Quý vị dù cho ai có nói mình ba trợn khùng điên gì chăng nữa, mình cứ tin A Di Đà Phật đi, thì cái chuyện giảng sanh chúng ta là cơ hội rất là cao. Cái người mà niệm Phật mà không giảng sanh là do lòng tin có vấn đề đó quý vị à. Nó niệm Phật giảng sanh mà lòng tin có vấn đề đó. Nếu như quý vị là người thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc 100% với quý vị sẽ không bao giờ buông người này bắt người nọ tùm lum nữa, mà quý vị bắt ngay ai với Đà Phật. Nên thì Đức nói với quý vị cả đời từ hôm nay, bắt đầu từ giờ này, bắt đầu từ giờ này là phát cái nguyện, không có còn cái tâm gọi là đặt vào ai trong cuộc đời này. Mà dùng cái câu gì bữa đó như Đức nói này ta, câu gì, cái câu gì mà giống như ngưỡng mộ gì đó, câu gì quên mất tiêu. Thần tượng không có thần tượng cái trong cuộc đời này nữa, mà chỉ có cảm ơn để niệm Phật sanh cực lạc, chỉ có thần tượng A Di Đà Phật mà thôi. Hồi cái lúc này nó dạt vào quý vị ơi, cái lúc này mà không kiềm chế là chắc bị chửi nữa quá. Khi mà những Đức nói về bổ nguyện là những Đức dạt vào, quý vị dạt vào quá nên mặt mày rồi răng nanh nó mọc lên, người ta chửi chết mồ luôn. Bây giờ phải cố gắng kìm cái cảm xúc này lại quý vị. Cảm xúc quá dạt vào mà tính nguyện mà quá dạt vào đoạn này à, đoạn này chịu hết nổi à. Biết rằng là nhớ
Nếu như quý vị mà đặt vào cái thần tượng là quý vị rất chắc. Vì thần tượng này thì quý vị sẽ hẳn vào thần tượng khác, thần tượng kia, thần tượng nọ, bị thần tượng tùm lum. Cuối cùng quý vị đặt ai như là Phật vào đâu? Nên tính nguyện vị có vấn đề để vì niệm Phật không giảng sanh. Niệm Phật không giảng sanh. Tại sao đứa con nít 5-6 tuổi mà niệm Phật giảng sanh? Sao bé liên tịnh mà niệm Phật giảng sanh thù thắng như vậy? Vì tâm nó thanh tịnh hoàn toàn, chứ biết niệm ai với Đà Phật. Nó nói, nó hỏi Như Đức, thầy ơi, con khổ quá, làm sao con mới hết khổ? Như Đức nói, con phải về thế giới cực lạc con mới hết khổ. Làm sao con về thế giới cực lạc được? Như Đức nói với liên tịnh, con niệm ai với Đà Phật cho Như Đức. Cứ niệm ai với Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Từ đó về sau, cháu cứ như vậy mà niệm Phật, lòng tin trong sạch, không cần suy nghĩ gì hết, nên thành công. Còn bạn quá nhiều cái lý giải, bạn quá nhiều cái giải thích, quá nhiều cái lý giải. Tất cả những lý giải giải thích đó của chúng ta, nó là, nó chỉ là cái thế gian pháp thôi. Nó không phải đi vào bổn nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng cho người niệm Phật giảng sanh. Bạn phải tin Phật A Di Đà 100%. Dù cuộc đời của bạn có lên bờ xuống ruộng, có nhảy hầm nhảy hố, té sông té biển đi chăng nữa, bạn cũng phải tin A Di Đà Phật. Thấy không? Gặp người chồng mà nó quýnh bạch 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 thì chăng nữa, mình cũng tin A Di Đà Phật cho tới cùng luôn. Có cái bà này bà nói, công nhận tu ở nhà hay thấy ghê thầy. Lúc trước chồng con, ông kênh con, ông không có thích con tu. Vậy mà thời điểm này, ông lại ông hỏi sao ông đi chùa nữa. Bà nói giờ ở nhà có cách tu rồi, tôi ở nhà tôi tu. Vậy hả? Ừ, tốt quá ha. Xong cái bà nhà bà niệm Phật, bà lễ Phật quý vị. Cái có lần bà ngồi với ổng, bà nói ông sao ông niệm Phật? Nói ờ, tôi niệm Phật tôi nói với bà nghe sao. Cái co là ông, ông bị bệnh gì vậy đó. Ông nói bữa nay tao niệm Phật cho mà thấy. Bà đầu ông niệm lên câu Phật hiểu quý vị. Bà nói công nhận đàn ông họ không tu thôi, mà họ nhích cái là qua mặt mình. Tại vì sao? Bà đâu cái phước duyên lạ lắm quý vị ơi. Họ không tu vậy đó, mà họ mà tu một cái là họ qua mặt. Không phải giỡn đâu nghe. Ừ, họ buông nhiều thứ lắm. Còn mấy cô, mấy chị tu nhiều lắm. Nhưng mà mấy chị có nhiều thứ lắm, dính mắt. Dính tùm lum tùm la, đúng không? Nó thấy người ta đẹp hơn mình cũng không vừa bụng. Thấy người ta cao mình cũng không vừa bụng. Thấy chồng người ta đẹp trai, chồng mình cũng không thích. Thấy nhà người ta bự, nhà mình cũng không ưa. Thấy chưa? Nên mấy chị rất là nhiều thứ. Phải cằn cắt gọt nhiều lắm, đúng không? Nên mấy ông đàn ông người ta tu vậy nó nghe mà tao quan sát. Có khi mấy bà lễ vặn gì cho mấy ông đứng ở đâu cái hàng rào á, đứng đâu ngay cầu thang hoặc cái cửa sổ nhìn vậy đó. Nhưng mà mấy ông chỉ cần tu cái thôi là ông tu ghê gớm lắm, chứ không có chuyện giỡn đâu. Nói kiểu này có nhiều ông đang đứng ông ngay cửa sổ, ông đúng, ông nói đúng, tôi mà tu là tu dữ lắm, thấy chưa? Nên thôi mấy chị mới biết được rằng là mình nghiệp chướng nặng nề. Hai mấy chị cố gắng ngày 5-6 thời lễ Phật nha. Thấy không? Đã biết mình nghiệp chướng nặng nề thì phải cố gắng mà tu, siêng năng mà tu. Như những đức cũng vậy, nghiệp chướng rất là nặng nề. Mình phải cố gắng tu hành, đã biết vị thấy chưa? Nên người thương thì cũng nhiều mà người ghét cũng bao la. Người tán thán cũng nhiều mà người đạp xuống chân cũng bạch bạch. Nếu mà không có câu Phật hiệu thì thôi, cái như là dẹp lép luôn, tiêu luôn, hàm răng cũng không còn nữa, giờ nó chi hô. Quý vị biết là nhờ câu Phật hiệu đó quý vị. Nó bởi vì niệm Phật là phải tín nguyện câu Phật hiệu cực kỳ cao. Nhớ giờ khắc này, thấy không? Tuyệt đối phát cái nguyện từ hôm nay tôi chỉ có thần tượng A Di Đà Phật. Dù cả thế giới này như thế nào tôi cũng chỉ thần tượng A Di Đà Phật mà thôi. Ai như thế nào mà kệ, nghe chưa? Nên chỉ thần tượng A Di Đà Phật. Thấy ai vi niệm Phật là tốt, ai vi niệm Phật là tốt. Tôi chỉ có niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc, không chạy đâu ai nữa hết. Họ muốn chạy đi đâu kệ họ. Những việc gì giúp được ai thì giúp, không dính mắc ai hết. Lo dụng công mà tu, có chừng rớt. Nó đi nhiều coi chân rớt, hộ trì tùm lum rớt. À, bố thí cúng dường làm quá trời luôn, đi theo hộ trì rớt, coi chân rớt thiệt đấy bạn ơi.
nó bạn phải lo dụng công tu, bạn có làm từ thiện nhiều cỡ nào bạn cũng không vãng sanh hết á. Đó chỉ là cái phước hữu lậu thôi, bạn dụng công niệm Phật mới được. Việc đó không phải là bạn không làm, mà bạn đủ duyên thì bạn cứ làm. Nhưng mà bạn phải dụng công tu kia, không có thành công được. Nghe chưa? Nó thì thấy cái đạo tràng này quý vị thấy nó tuyệt vời chưa? Nó thấy không, nó vợ chồng dịu thấm rồi thấy chưa? Trời ơi, giờ đâu mà hạnh phúc vô cùng. Nó đây mấy cặp vợ chồng nó tệ đức rồi ha. Vợ chồng được đồng hành nó về cực lạc rồi, dữ dằn quá. Nó nên cặp rồi thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy đứa nhỏ cháu gì tư, mấy đứa này ngoan. Niệm Phật rồi siêng năng lắm nghe. Nó nhiều đứa nhỏ được, nít được, linh được, quá giỏi. Nên cái đạo tràng là cái đạo tràng đặc biệt mà. Cái đạo tràng gọi là phàm thánh đồng cư độ. Tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu, đầy đủ gom thâu vô đây. Đây là đạo tràng năng lượng thù thắng nhất. Nên ai buồn phiền gì bước vô đạo tràng này, hết buồn. Cái mặt ai tầm dầm vô ổ bước vô đạo tràng này, cừ he he. Cừ suốt luôn. Tại vì cái đạo tràng này đặc biệt gì đó quý vị. Thấy không? Cười lên đi cho đời hết khổ. Quý vị mà cười với cười nhổ buồn văng mất tiêu. Nên ung thư bệnh đau gì đừng sợ, có câu Phật hiệu đừng lo. Nhớ nghe quý vị, nó có câu Phật hiệu là sẽ có tất cả. Niệm Phật đi, đừng có bỏ câu Phật hiệu quý vị ơi. Thấy không? Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Ai gì đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Ai gì đạo Phật. Ai gì đạo Phật.